Okay. When I mới tới là vào trong Pháp lần á, yes, đây cái này chỉ một cái thành phố Ottawa lần á, yep. Cái này là mấy khu shopping, những nhà hàng, mấy tiệm bánh luôn lần á, yep. Alright. Làm thêm một cái video này nha, ngắn ngủn nha. Alright, chúc xin tắt cái này nha, bye bye nha. Đâu rồi?